Ông không sợ ta đưa người đi rồi trở mặt không chịu nhận sao? Cậu không phải loại người đó. Đại Tiêu Đầu, nếu cậu muốn đưa người đi thì đây là lựa chọn duy nhất của cậu. Được, ta đồng ý. 3 ngày sau chúng ta sẽ đi lấy hàng ở khu ngoại thành phía đông. Tôi sẽ đi cùng anh. Tại sao phải tới phòng của huynh? Phòng của cô có người ở rồi. Tối nay cô ở lại đây. Vân huynh ở đâu? Ta sang phòng Trần gia. Đợi đã. Huynh đồng ý áp tiêu cho bọn họ, liệu có nguy hiểm hay không? Áp tiêu nào mà chẳng nguy hiểm. Ý ta nói là huynh vì ta nên mới đồng ý với bọn họ, có đúng hay không? Ta chỉ làm gì Tiêu Lộ thôi. Nói mấy lời dễ nghe thì huynh chết hay sao? Hạ Thúc, Thúc thực sự tin tưởng Lưu An Thuận đó sao? Muốn vận chuyển lô súng này đến Loan Châu, chỉ có Lưu An Thuận mới làm được. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Đương nhiên đó cũng là lựa chọn duy nhất của ta. Chuyện này không hề nhỏ, nó liên quan đến việc khởi nghĩa của chúng ta có thành công hay không. Ta biết, nhưng với Lưu An Thuận mà nói, có thể áp chuyến tiêu này tới nơi hay không cũng liên quan đến tính mạng cả nhà của hắn nữa. Tạo phản là phải cược bằng tính mạng. Không có chuyện gì có thể đảm bảo hoàn toàn hết. Vì tôn nghiêm và tự do của bách tính, ta đã sớm đặt nặng chuyện sống chết rồi. Cha, sao cha tới kinh thành mà không nói tiếng nào trước? Lời này của con, ta tới đây còn phải đốt pháo chào đón hay sao? Không phải đâu. Hơn nữa, ta không tới, không biết đến bao giờ con mới về nhà. Cha, con có việc mà. Là việc của con hay việc của người khác? Đương nhiên là việc của Tiêu Cục rồi. Cha, cha đột nhiên tới đây có phải là có chuyện gì gấp không? Không có, ta buồn chán quá. Vừa hay thiếu đồng gia tới kinh thành có việc nên ta đi với ngày ấy. Sư phụ, thiếu đồng gia cũng tới kinh thành hay sao? Để con đi báo tin cho sư ca biết. Mấy ngày trước huynh ấy cũng nhắc tới cha. Chuyện ta tới kinh thành đừng để cho nó biết. Cha, chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà. Hơn nữa, cha để tụi con dựng giữ súng cho Đỗ Tải Sơn không phải là đang giúp cô nấy hay sao? Sao cha vẫn vậy chứ? Chính vì giúp nó nên mới không cho nó biết. Tính cách của sư ca con cũng biết rồi đó. Nó không muốn để cho người khác giúp. Huynh lại có mối làm ăn cho ta sao? An Thuận huynh đệ không cần phải lo. Lần này ta thật lòng muốn giới thiệu mối làm ăn này cho cậu, tuyệt đối không hề có ác ý. Vậy thì cảm ơn huynh. Huynh nói đi. Có một lô dược liệu cần vận chuyển tới quan ngoại, cậu yên tâm. Dọc đường đi tôi sẽ dọn sẵn giúp cậu. Sau khi xong việc sẽ có 200 lượng bạc tiền hoa hồng. Thế nào hả? Đỗ đại ca, tại sao vụ làm ăn này huynh không tự làm vậy? Vụ làm ăn này cũng không lớn. Đối với tam lễ mà nói, nhận hay không nhận cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà tiêu cục của cậu vẫn chưa mở cửa, ta đồng ý giúp đỡ cậu một chút thôi. Đa tạ Đỗ đại ca đã quan tâm. Chỉ là ý tốt của huynh, ta xin ghi nhận trong lòng. Sao vậy? Cậu vẫn không tin ta? Dạ không phải, Đỗ đại ca hiểu nhầm rồi. Chỉ là tôi đã nhận một mối làm ăn khác, chuyện tốt, đáng để chúc mừng. Đa tạ. Nhưng mà có một chuyện vẫn cần nhờ Đỗ đại ca giúp. Cậu nói đi. Huynh cũng biết tiêu cục Quảng Thuận của ta chỉ có cái giỏ, chỉ có một tiêu sư là ta. Thế nên ta muốn mượn vài vị tiêu sư của Đỗ đại ca. Hiện giờ tam lễ còn có 5 tiêu sư ở nhà. Nếu cậu cần, ta sẽ cho cậu mượn hết. Không cần nhiều như vậy đâu, 3 người là đủ rồi. Ngoài ra ta còn cần người đánh xe có kinh nghiệm. Được, khi nào thì cậu cần? 2 ngày nữa. Ngày mai ta sẽ đưa người qua cho cậu. Cáo từ. Đa tạ. Áp tiêu.
Không được. Ta đường đường là một tiết Mao Tử Dương, không làm việc mất mặt này đâu. Mất mặt? Ông ở đây ăn không ngồi rồi có mất mặt lắm hay sao? Vậy thì ta có thể đi. Dù sao việc áp tiêu này tôi không có làm được. Khích ta hay sao? Ta đây không sợ người khác nói khích đâu. Đi. Bỏ ra ít gạo với mì, còn sợ không tìm được người hay sao? Đi, nhanh lên. Đi thì đi. Ta đi thật đó. Ông không cần khách sáo, không ai muốn giữ ông lại đâu. Đúng rồi, lát nữa tôi phải nói với Trần Gia một tiếng. Bữa trưa nay bớt đi phần một người ăn. Trần Gia gọi mọi người tới ăn cơm. Hai người lề mề gì vậy? Ngạch nhĩ hách, ông lại thu dọn mấy cái thứ đồ chơi rách nát đó hay sao? Đúng rồi, cô tới đúng lúc lắm. Lát nữa nói với Trần Gia một tiếng. Bữa trưa nay Ngạch Gia không ăn. Ăn mà. Không ăn no sao mà đi áp tiêu được? Ông đồng ý đi áp tiêu rồi hay sao? Cái đó còn không phải Lưu An Thuận và Đông Gia đã cứu ta hay sao? Ta sao mà có thể không để mặt họ được? Đi ăn thôi. Không phải ông nói không ăn hay sao? Vẫn áp tiêu gì vậy? Lão gia, theo quy tắc ta biết rồi. Nói sao đi nữa, những lời đã nói trước đó vẫn sẽ tính. Lão gia, không có công thì không được nhận. Ngày yêu thương giảng bối như vậy quả thật khiến ta rất kính phục. Nhưng mà tiêu lộ ta không thể nhận được. Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói. Người cùng ngành có qua có lại cũng là chuyện thường tình. Tiêu cục Quảng Thuận cấm được để kinh thành thì sau này còn phải nhờ Đỗ lão đệ nhiều rồi. Thêm một bằng hữu, thêm một con đường. Ta làm như vậy cũng là vì bản thân thôi. Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói. Tâm ý dẫn dắt giảng bối của lão gia thật khiến cho người khác kính phục. Sư phụ, vào đi. Cha, sư phụ, tiểu đồ Hy Binh cậu đã từng gặp rồi. Đã gặp rồi. Tiểu nữ Đới Nhung, nào qua đây. Chào Đỗ đại tiêu đầu đi. Chào Đỗ đại tiêu đầu. Không dám. Chào đại tiểu thư. Chào Đỗ đại ca. Huynh đệ Hy Binh, có chuyện gì vậy? Sư phụ, khó khăn lắm Đỗ đại tiêu đầu mới tới đây. Con đã chuẩn bị một bàn rượu thịt. Mời người và Đỗ đại tiêu đầu tới đó. Được. Hy Binh suy nghĩ chu đáo, suýt nữa thì ta quên mất mời cậu dùng cơm. Mời. Lão gia, vốn nên là ta mời ngài mới đúng, sao có thể không biết ngại mà để ngài mời? Bằng hữu thì không nên nói mấy lời khách sáo. Nếu vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lão gia, mời ngài đi trước. Đi thôi. Mời. Mời. Trần gia, hôm nay là ngày lễ gì vậy? Lễ hả? Không có lễ gì cả. Ta biết rồi, nhất định là Lưu An Thuận muốn cảm ơn ta giúp cậu ta đi áp tiêu, cho nên cố ý làm bài thức ăn này để mời ta. Các người được hưởng ké ta thôi. Ta nói nè Ngạch gia, đừng nói chuyện khác, hãy mau nói cho chúng ta biết để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Để ta xem mấy món này làm nhìn ngon ghê. Món này là gà nấu sen. Món này là hải sâm xào hành. Được. Ngạch gia đúng là hiểu biết rộng. Còn món này là món gì? Là món cổ vịt hầm nấm. Món này được đó. Thịt bò hầm ngũ sắc. Tôm tì bà. Được. Thú vị đây. Nhưng mà thiếu món cá rồi. Cá tới rồi đây. Để ta tới đây. Có rồi. Đây là món cá trạng nguyên hấp. Món cá này ngon lắm đó. Chỉ có mỗi con cá này thôi cũng phải 2 lạng bạc rồi. Bàn thức ăn này quả thực có chút khí thế Dương phủ. Đại tiêu đầu, Kỷ gia, tiền còn chưa nhận được mà đã ăn sang như vậy sao? Tiền mua thức ăn này không phải trong quỹ của chúng ta. Không phải của chúng ta, vậy thì ở đâu ra? Nói là cái này tới rồi đây. Đầy đủ món rồi, thế nào hả? Ngạch nhĩ hách, ông đoán thử coi món này tên là gì? Để ta xem.
này được nè. Món này rất thú vị. Đó tên là cá trích xào tây gấu. Lục cô nương, đây là món ăn cung đình đó. Cô học được ở đâu vậy? Đầu bếp ở trại của ta. Trước đây ông ấy là ngự trù, ta học được từ ông ấy đó. Mấy món này đều là cô làm hết sao? Không thể ở đâu ra. Sáng sớm ta đi chợ mua đồ ăn giúp Trần gia, bận rộn tới tận bây giờ đó. Cô biết nấu ăn hay sao? Xem cô nói kìa, sao ta lại không biết nấu ăn chứ hả? Ta không phải có ý đó đâu. Ý của ta nói là, cô làm nhiều đồ ăn như vậy làm cái gì? Cảm ơn huynh đó. Cảm ơn huynh đã cứu ta. Dù sao là mấy món ăn này cũng chẳng có gì, là việc nên làm thôi. Cũng không cần phải nhiều như vậy đâu, quá lãng phí rồi. Được rồi, được rồi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Mau nếm thử tay nghề của ta đi. Nào nào, ngồi đi, ngồi đi. Món ngon như vậy, đáng tiếc không có rượu. Ai nói không có rượu chứ? Trần gia, mang rượu của chúng ta lên đi. Đại tiêu đầu có thể uống rượu hay không? Sao lại không thể uống được? Được uống. Được. Có khách ở đây, mọi người uống chút đi. Đi 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 đi. Trần gia lấy thêm mấy giò nha. Yên tâm đi. Đại tiêu đầu, đây là số tiền vận chuyển lô súng lần trước, cậu nhận lấy đi. Đỗ đại ca, lô súng đó là do sư phụ áp tiêu. Nếu ta mà lấy số ngân phiếu này, sợ là sẽ bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn. Ta không có lá gan đó. Ta nghĩ Đỗ đại ca cũng sẽ không để ta bị khó xử đâu, đúng không? Huynh đệ à, cậu đúng thật là, để tôi có được lợi lại còn nói ngược lại là nhờ tôi. Đồ đệ của Đới Hải Thần đúng là không tầm thường. Vậy chúng ta gặp lại sau. Cáo từ. Cáo từ. Nào, mọi người cùng cạn một ly. Kinh lộ cô nương. Được. Xem huynh nói kìa, đều là người một nhà, khách sáo gì chứ? Lời này nghe cứ như đôi vợ chồng nhỏ đang mời khách vậy. Ngạch nhĩ hách, uống rượu cũng không ngậm được cái miệng. Ta cũng chỉ nói vui thôi mà. Mọi người đều biết Lưu An Thuận đã có Đới cô nương rồi, sẽ không lén phén ở bên ngoài đâu, đúng không? Ngạch nhĩ hách, ông mà nói linh tinh nữa là sẽ không có phần của ông đâu. Đừng mà. Vậy tôi lỗ rồi. Nào 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 nào, uống rượu, uống rượu. Đại tiêu đầu, uống rượu đi nào. Nào nào nào, mời mọi người ăn. Ăn đi, ăn đi. Được. Chúng ta ăn thôi. Ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi nào. Ăn đi, ăn đi. Để Thẩm nên thử đi. Thẩm ăn món này không? Sao hả? Món gà này vừa đúng vị. Lộ cô nương, cô quả thật là biết ăn nói ghê. Tài nghệ của cô có thể sánh ngang với sư phụ ở phòng trạch diễn luôn đó. Tốt đó. Lưỡng cả hoàng ly minh thúy liễu, đào hoa lưu thủy quế ngư phi. Thời tiết này đúng là thích hợp để ăn cá quế. Đồng gia, vẫn là ông biết nhiều chữ nghĩa. Ăn một miếng cá đọc được một bài thơ luôn. Có rượu làm sao mà có thể không có thơ. Đúng. Đồng gia, lưỡng cả hoàng ly minh thúy, minh thúy liễu, minh thúy liễu. Câu tiếp theo nên là nhất hàng bạch lộc thượng thanh thiên. Vậy vậy sao? Cái ông nói là bài thơ của Lý Bạch, cái ta đọc là bài thơ của Đỗ Phủ. Đỗ Phủ có nói như vậy hay sao? Ông ăn chút cá đi. Đừng, ta tự gấp được mà. Thử xem món cá ta làm thế nào. Sao hả? Ngon lắm. Hết rồi hả? Hết rồi. Huynh xem Đông Gia vừa ngâm thơ vừa đọc phú. Người ta bận rộn cả một buổi sáng, huynh không thể khen được một câu sao? Đông Gia là người đọc sách, ta chỉ là người áp tiêu, sao có thể đọc thơ? Đang ăn hay sao? Nhung nhung. Ta ăn rồi mới tới đây, mọi người cứ ngồi đi. Ta nói Đới cô nương, cô nên đến thử tay nghề của Lộ cô nương đi. Của Sơn Tây chắc chắn không được ăn món ngon như vậy đâu. Ta ăn rồi.
Ăn rồi cũng có thể ăn một chút mà. Huynh đứng ngay ra đó làm gì hả? Kêu đỡ tỷ tỷ ngồi xuống đi. Nhung Nhung, những món này Lục cô nương đã làm cả buổi sáng. Muội nếm thử đi, ngon lắm đó. Muội không sao, nào nếm thử đi. Vậy tôi làm phiền nha. Nào Nhung Nhung, ăn nhiều vào. Nào, thử món cá trận nguyên hấp này đi. Cảm ơn. Thật ngại quá, khẩu vị mỗi người khác nhau. Món cá này với tôi thì hơi nhạt quá. Tôi không thích món cá này. Không đúng, cá tươi thì phải thanh đạm chứ. Đó mới là thượng phẩm. Thượng phẩm hạ phẩm gì đó. Không thích là không thích thôi. Đúng rồi, Đế tỷ tỷ là người Sơn Tây mà. Người Sơn Tây thích ăn giấm. Trần gia, lấy giấm của chúng ta ra đây, để Đế tỷ tỷ chấm. Được, cô có ý gì chứ? Ta không có ý gì cả. Sư ca, muội có chuyện muốn nói với huynh. Huynh ra đây một chút. Sư ca, ra đây. Mọi người ăn tiếp đi. Được rồi, được rồi. Lộ cô nương, ăn cá là không được chấm với giấm đâu. Nếu không sẽ mất vị đó. Mất vị thì thôi. Còn chưa thu dọn xong. Huynh nói đi. Đó là đồ của ai vậy? Đây là y phục của Lộ cô nương. Nhung Nhung à, Nhung Nhung, Nhung Nhung à, Huynh xem rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô ấy ở đây. Cái gì? Huynh với cô ta. Muội đừng có hiểu lầm, tôi cũng hết phòng rồi, nên ta để cô ấy ở đây. Ta ở chung phòng với Trần gia. Vậy tại sao Huynh với cô ta lại thân thiết? Ta đâu có thân thiết gì với cô ấy, đúng không? Cô ấy làm cơm cho mọi người, ta cũng đâu thể sưng mặt lên như vậy được. Cho mọi người, ta thế là làm cho mình Huynh ăn đó. Nhung Nhung, Nhung Nhung, ta thề sau này ta sẽ không ăn cơm của cô ấy. Huynh cũng đã ăn rồi. Hơn nữa, cô ta ức hiếp muội, Huynh cũng không muốn giúp. Ức hiếp muội hồi nào? Cô ta nói muội thích ăn giấm. Cái này muội thích ăn giấm mà. Huynh còn nói nữa. Đừng giận nữa mà. Lộ cô nương cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Muội cần gì phải chấp nhặt? Muội chấp nhặt đó hả? Huynh đi tìm người rộng lượng hơn đi. Nhung Nhung, Huynh gọi cái gì mà gọi? Đông gia, sáng sớm mai. Nhanh vậy sao? Sao vậy? Nhưng không có gì. Sáng sớm ngày mai, không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đi. Đừng vội. Lão Kiều, cậu đi tiễn Đại Tiêu Đầu. Tiện thể đến phòng Trạch Viên đặt một bàn tiệc. Buổi tối đưa tới hội quán Sơn Tây. Đại Tiêu Đầu, buổi tối tôi còn có việc, không thể đi với các cậu. Đông gia, ngài khách sáo quá rồi. Mời. Đại Tiêu Đầu, mời. Được. Vừa rồi muội nói tìm ta có việc gì vậy? Việc gì nhỉ? Đều tại huynh đó. Muội tức giận cái là huynh mất tiêu. Không sao đâu, quên rồi thì nhớ lại thôi. À đúng rồi, có phải là huynh đã nhận áp tiêu rồi không? Sao muội biết? Có phải hay không? Có phải là có gì không ổn không? Không có gì không ổn hết. Nhất định có gì đó rồi. Nếu huynh không nói cho muội biết, muội sẽ giận tiếp đó. Đừng giận nữa mà. Nhung Nhung, ta đã đi áp tiêu bao nhiêu năm, sẽ không có chuyện gì đâu. Không cần phải lo lắng. Vậy muội đi cùng với huynh. Không được. Tại sao vậy? Bởi vì ta muốn muội đợi ta ở Thái Cốc. Ở Thái Cốc đợi huynh làm gì? Nhung Nhung à,
Đợi sau khi ta áp xong chuyến tiêu này, ta sẽ trở về Thái Cốc nói chuyện thành thân với sư phụ. Vậy thì huynh hãy về sớm đó. Hi Bình, qua đây một chút, ta có chuyện tìm đệ đây. Sao vậy sư tỷ? Hôm nay ta tới hỏi sư ca chuyện áp tiêu. Cô ấy trả lời rất mơ hồ, hình như có chuyện gì đó không muốn cho ta biết. Quy tắc trong ngành này không tiết lộ tin tức về người thuê, không phải là rất bình thường hay sao? Chỉ là ta cảm thấy chuyện áp tiêu này của huynh ấy có liên quan tới nữ nhân kia. Nữ nhân nào vậy? Chính là nữ thổ phỉ đó đó. Tỷ nghi ngờ sư ca chuyển hàng không sạch sẽ. Không phải đâu, ta lo là, dù sao thì Hy Bình à, ta muốn đệ đi áp tiêu với sư ca chuyến này. Tỷ nói như vậy đệ cũng thấy có chút lo. Hay là thế này đi, đệ đi với tỷ, chúng ta cùng đi áp tiêu chuyến này với Thuận ca. Nhưng mà với tính cách của sư ca, chắc chắn huynh ấy sẽ không để chúng ta giúp. Chuyện này dễ thôi mà, tỷ lo Thuận ca sẽ không cho chúng ta đi theo đúng không? Chúng ta sẽ đi trễ hơn nửa ngày, không xuất phát cùng lúc với họ. Họ phải áp tải hàng chắc không đi nhanh được. Chúng ta tới nửa đường đuổi kịp họ, chắc sẽ không đuổi chúng ta trở về đâu. Để không nói dối sư phụ đâu. Thổ phỉ trên đường tới quan ngoại đều tôn sùng Hạc Tử Lãnh. An Thuận có chút giao tình với Hạc Tử Lãnh, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nữ thổ phỉ đó cứ bám riết lấy, không biết sư ca có thể đối phó được hay không. An Thuận đâu phải lần đầu tiên bước vào giang hồ đâu. Chuyến tiêu này chắc chắn sẽ thành công thôi. Cô yên tâm đi. Cha, người có tự tin vậy sao? Không thành công thì đâu phải đồ đệ của ta. Vậy nếu như sư ca áp chuyến tiêu này thành công, thì những chuyến do thám ở tiêu cục Thái Cốc có phải là có thể đổi xuống được không? Con gái, ta biết con muốn bảo vệ trượng phu tương lai của con. Tiêu môn có quy tắc, chỉ cần có thể tự đi tiêu lộ của mình thì sẽ có thể gỡ xuống được. Tới lúc đó ta sẽ tổ chức hôn sự cho hai đứa. Hy Bình à, sư phụ, con đi với nó. Chuyện ở kinh thành xử lý xong rồi, nó muốn đi khi nào thì tùy ý. Dừng, con sẽ đi hỏi. Đã tìm được người vận chuyển súng đạn rồi. Là ai? Lưu An Thuận. Lưu An Thuận, sao lại là hắn ta?
Nghe nói hắn ta từng là đại tiêu đầu ở tiêu cục Thái Cốc các huynh, nên ta muốn hỏi thử xem người này có đáng tin cậy không. Tính cách của Lưu An Thuận hơi cứng nhắc, không thích gần gũi lắm. Nhưng mà hắn rất trọng sự tính, lời nói đều là chứng ngôn cửu đỉnh. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Sao các cậu tìm được tới hắn vậy? Nói ra thì dài lắm. Lô súng đạn này rất quan trọng với chúng ta, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Nương, ngày mốt con phải đi rồi. Một mình người ở kinh thành, nhớ bảo trọng đó. Chẳng phải còn có Trần gia và Kỳ gia hay sao? Con không cần phải lo lắng. Nương còn lo cho con hơn nữa. Lo cho con? Lo cho con gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu tiên con đi ác tiêu. Trên đường đi có những khó khăn gì, con tự có tính toán. Ta không lo chuyện đó. Vậy người lo cái gì? Nương lo cho con và Nhung Nhung. Con với Nhung Nhung, con với Nhung Nhung thì có chuyện gì phải lo? Nương nhận ra được, Lộ cô nương cũng có ý với con đó. Nương à, con nghe ta nói hết đi. Một người có người trong lòng, thì tâm tư đó của họ đều biểu hiện ra trong từng cử chỉ lời nói. Ta thấy Lộ cô nương này có ý với con, cũng có thể cô ấy không tự nhận thấy được. Đó là cái gọi là người trong cuộc thì u mê. Ta là nữ nhân, từ vì cô ấy làm một bàn thức ăn như vậy cho con, có thể thấy trong lòng cô ấy có con rồi. Nương, người nghĩ nhiều quá rồi. Cô ấy làm đồ ăn cho mọi người là vì con đã cứu cô ấy ra, nên cô ấy cảm kích. Đó là chuyện thường tình thôi. Hơn nữa, con với Lộ cô nương vốn là người không cùng đường. Với Thổ Phỉ và Tiêu Môn có quy tắc, căn bản là không thể đâu. Nếu những quy tắc đó có thể quản được tình cảm của con người, thì thế gian này đâu có nhiều mối nghiệt duyên. Nhưng muốn hỏi con, rốt cuộc con có từng động lòng với Lộ cô nương hay không? Sao có thể như vậy được? Chuyện này căn bản là không thể. Lộ cô nương này chỉ là một người khách của tiêu cục chúng ta. Mấy ngày nữa là cô ấy quay về sân trại rồi. Từ nay về sau mỗi người một phương, còn có thể gặp lại hay không, cô còn chưa chắc nữa. Thế nên cô căn bản không thể động lòng với cô ấy được. Nương suy nghĩ nhiều quá rồi. Vậy thì tốt. Vậy thì nương yên tâm, người không cần phải lo. An Thuận, con đừng quên, con với Nhung Nhung đã có hôn ước. Hôn ước này là cha định cho con khi còn sống. Trong đó không chỉ có tình cảm của con và Nhung Nhung, mà còn chứa cả kỳ vọng của các bậc trưởng bối với các con. Quan trọng hơn nữa là trong đó còn có tình nghĩa sư đồ của con nữa. Nương, người yên tâm đi, con tự biết cân nhắc. Đêm khuya rồi, con mau nghỉ ngơi sớm đi. Nương cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Hai ngày trước, tỷ nói của An Điểm Tâm ở Đạo Hương Thôn. Ngày kia chúng ta đi rồi, thế nên để có ý tốt, mua về một ít cho tỷ. Tỷ nếm thử đi. Để đó đi. Sao vậy? Ta hỏi đệ một vấn đề, để phải trả lời đàng hoàng. Được, tỷ hỏi đi. Chỉ cần tỷ vui là được. Vậy để không được cười ta, cái đó thì không dám chắc. Ta nói chuyện nghiêm túc mà. Được.
Giả dụ như sư ca không có hôn ước từ nhỏ với ta, liệu cô ấy có thích ta hay không chứ? Nếu là đệ thì đệ sẽ có. Ta không nói đệ, ta nói cô ấy mà. Nhưng mà giờ tỷ đang hỏi ta mà. Ta nói không được cười ta rồi mà. Để nghiêm túc chút coi. Sư tỷ, ta nói thật lòng đó, không hề có ý đùa vui đâu. Không nói với đệ nữa. Thôi được rồi, đừng có nghĩ lung tung nữa mà. Tỷ mau nếm thử điểm tâm này đi. Đệ phải xếp hàng cả buổi trời mới mua được mấy miếng đó. Vừa mới ra lò còn nóng hổi đây nè. Giờ đệ đi trước đây. Làm gì vậy? Đừng nghĩ lung tung nữa, mau ăn đi. Đệ đi đây. Hi Bình à, cảm ơn điểm tâm của đệ. Chưa ngủ hả? Không ngủ được. Ta cũng vậy. Trần gia ngáy lớn tiếng quá, làm ta không ngủ nổi. Đúng rồi, hôm nay cảm ơn cô. Cảm ơn gì chứ? À đúng rồi, vì hôn thê của huynh không giận đó chứ? Đương nhiên là không. Huynh đỏ mặt gì chứ? Có sao? Nóng quá thôi. Lưu An Thuận, huynh ấy à, là một người thật thà. Người thật thà không biết nói dối, nhất là trước mặt một người thông minh lanh lợi giống như ta. Vậy ý cô là cô cố ý chọc giận cô ấy rồi? Ta đâu có xấu xa như vậy chứ. Là do cô ta đa nghi thôi. Tự cho là ta giành huynh nhất cô ta. Huynh thì có gì ghê gớm đâu. Ta cũng đâu có thèm. Nghĩ gì vậy? Không có gì hết. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa cô ra khỏi kinh thành. Chẳng phải huynh nói ngày kia mới đi áp tiêu sao? Đi áp tiêu là một chuyện, đưa cô ra khỏi kinh thành là một chuyện khác. Hai người chúng ta tốt nhất không nên đi chung một đường. Ta hiểu rồi. Huynh muốn đuổi ta đi cho đỡ phiền phức đúng hay không? Đi sớm một chút sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Ta sợ cô ấy lại kinh thành, giả khắc mộng sẽ tìm cô gây phiền phức. Huynh cũng có tâm quá rồi ha. Ta thấy không phải là huynh sợ giả khắc mộng, mà là sợ vị hôn thê chưa qua cửa kia đúng hay không? Hả? Lộ cô nương, cô tới kinh thành, chuyện nên giúp ta đều đã giúp hết rồi. Ta hy vọng rằng trước khi cô đi, chúng ta có thể để lại cho đối phương, để lại một cơ hội để có thể gặp lại nhau.
cơ hội gặp lại nhau hả? Ta thấy sau này chắc huynh không muốn gặp lại ta nữa rồi. Nói thật lòng thì huynh còn muốn gặp lại ta nữa không? Nói đi, có muốn hay không? 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 Muốn không? Giả tạo. Ta biết con muốn bảo vệ trượng phu tương lai của con. Tiêu môn có quy tắc, chỉ cần có thể tự đi tiêu lộ của mình thì sẽ có thể gỡ hắc đại xuống. Tới lúc đó ta sẽ tổ chức hôn sự cho hai đứa. Đã tìm được người vận chuyển súng đạn. Là ai? Lưu An Thuận. Lưu An Thuận. Con ngươi là huynh đệ, ngươi lại dám nói những lời đó, muốn phản hay sao? Đi, trong lòng ta có tỷ, đừng nói nữa. Được rồi, ta chỉ tiễn cô tới đây thôi. Đây là hành lý của cô, nhớ cẩn thận đó. Người xưa có nói tiễn người 10 dặm. Huynh đuổi ta đi như vậy, xem ra trong lòng của huynh ta cũng không bằng một người bằng hữu bình thường. Không phải, Thổ Phỉ với Tiêu Môn không cùng đường. Đây là quy tắc. Quy tắc, quy tắc, lại là quy tắc nữa. Không có quy tắc thì huynh không sống được hả? Ta, huynh tiễn ta thêm vài bước thì chết hay sao? Được, 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 ta tiễn cô, đi nào. Được rồi, được rồi, huynh đừng bày ra vẻ mặt khó xử nữa. Ta hỏi huynh, huynh vội vàng đuổi ta đi như vậy là muốn nhanh chóng đi gặp vị hôn thê chứ gì? Lộ cô nương, việc nên làm ta đã làm hết. Nếu cô thực sự coi ta là bằng hữu thì không nên nói những câu khó xử như vậy. Huynh, Lưu An Thuận, huynh đắc tội ta rồi đó. Ta nói cho huynh biết, có ta ở đó, huynh đừng hòng áp tiêu qua được Hạt Tử Lĩnh. Huynh nhớ lấy. Tức chết ta rồi, đi. Ta đúng là tức chết mà. Cầm lấy, đi. Thổ Phỉ và Tiêu Môn không thể cùng đường, có hai tầng ý nghĩa. Một là không thể đồng hành chung đường, tránh cho người thuê và người đồng hành kỳ kỵ. Hai là hai giới ngăn cách rõ ràng. Người đã từng là Thổ Phỉ, Tiêu Môn sẽ không thu nhận. Người đã từng đi áp tiêu, Thổ Phỉ sẽ không giữ lại. Tiêu Môn trọng thanh bạch, Thổ Phỉ kỵ nội gián. Giữa hai bên tuy có qua lại nhưng mà không được vượt quá giới hạn. Tức chết mất, huynh chọc giận ta, hậu quả sẽ nghiêm trọng đó. Nhị đương gia, nhị đương gia, gọi 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 cái gì mà gọi? Sợ người ta không biết mình là Thổ Phỉ hả?
Ở chỗ rừng núi hoang vắng này không có ai nghe thấy đâu. Cho dù có nghe thấy cũng có thể làm được gì? Đúng đó, dám làm gì chứ? Bọn họ ngoài việc hù dọa người khác thì có bản lĩnh gì? Ta... Sao? Câm rồi hay sao? Chúng tôi không muốn chọc giận vị đương gia. Chúng tôi không nói nữa. Ai nói là các ngươi làm ta tức giận đâu? Ta... Cho dù ta tới giận cũng không tới được hai ngươi. Đừng nói nữa, không nói nữa. Nhất định là quân ấy thấy ta là nữ thổ phỉ nên coi thường ta. Ai? Còn có thể là ai chứ? Chính là cái tên Lưu An Thuận đáng ghét đó. Ta tức rồi đó. Dám chọc giận vị đương gia của chúng ta. Lão tử, đi, bây giờ chúng ta quay về cho hắn một trận. Quay lại đây. Ta mắng quân ấy thì liên quan gì tới các ngươi? Tức chết đi được. Tức chết đi được. Huynh quả thực rất vô dụng, có biết hay không hả? Còn chưa kết hôn mà đã sợ vợ tới vậy rồi. Chẳng phải chỉ kêu huynh đi với ta mấy vòng thôi hay sao? Có tới mức đó hay không? Ta còn chưa chơi chán đã bắt ta đi về rồi. Có ý gì vậy hả? Cười gì chứ? Chưa thấy mỹ nữ tức giận bao giờ hay sao? Còn nói cái gì cơ? Tiêu phỉ không cùng đạo. Ta cứ thích phá vỡ quy tắc đó đó.